Vâng, xin chào anh em. Đây là cái con Kia Karen đời 2010 hiện tại. Động cơ rất là khó nổ luôn. Biệt là đạp ga đầu thì nó hơi hụt ga. Hôm nay thì Cường sẽ dùng cái máy Autel để test cái lỗi xem như thế nào nha anh em. Xin mời anh em. Cường sẽ dùng cái cục VCI này để Cường kết nối với xe nhá. Anh em, ok, cục VCI kết nối này. Cường sẽ vào cái tính năng chẩn đoán này anh em ha. Bấm Cường mục tìm kiếm ở trên góc này anh em nhé. Đó, bấm xe Kia này. Kia. Đó. Nghĩa là cái xe này nó không cho mình đọc VIN, dẫn đến là chúng ta phải chọn hệ thống thủ công. Cường sẽ chọn cái dòng thủ công thì Cường sẽ chọn con này Carnival. Anh em vào cái Carnival này ha. Anh em chọn 2010. Động cơ thì nó là 2.7. Động cơ xăng đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Động cơ xăng. Đây là động cơ diesel. Sai cái hệ thống à. Cường sẽ vào chẩn đoán nhá. Tại vì cái động cơ thì nó chín lỗi nhưng mà khả năng em phải khoanh vùng lỗi để em xóa đi đã. Tất cả hệ thống nhiên liệu. Đọc lỗi nhá. Con cảm biến cốt máy này. Con cảm biến trục cam này. Nó báo cam nạp này. Lịch sử. Bây giờ em sẽ xóa đi một lần nha anh nhé. Tất chiều khóa on, động cơ on. Một cái lỗi này liên quan đến hiệu suất của cam nạp nha anh em. Nó nhanh một. Còn khua máy này. Ok không? Ok. Vâng, cái lỗi này thì ok anh. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, cái lỗi này thì ông anh của em có thay cái con cảm biến này rồi. Nhưng mà nó vẫn không hết này. Nó hiển thị cái lỗi này này. Cram subposition này. Cái lỗi này collision là tương quan. Nó chỉ báo vị trí trục cam mà sau đó nó ghi nhận cái dữ liệu sai, nó báo về trục hữu á, dẫn đến nó cái lỗi này. Và tập trung chính là hai cái lỗi cam hút này thôi. Dẫn đến là bây giờ về thì phải nhờ anh kiểm tra lại cái hệ thống cái phần cơ khí xem với thử là cái nó có vấn đề gì hay không, tại vì nó đang báo hiệu suất hoặc cái phạm vi hoạt động chứ không phải báo cảm biến. Nó cảm biến là nó báo vị trí ngay vào luôn. Position là nó báo vị trí là anh thay là hết.